Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia có dấu hiệu gia tăng. Do đó, ngoài việc xử lý vi phạm, đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng công an địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền tại nhà hàng, quán ăn với thông điệp khi đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, mỗi người dân, cá nhân cũng tự ý thức với mình trong việc khi đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông, khi đã tham gia giao thông thì không uống rượu bia. Quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức lễ truy điệu cải táng 5 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Trong số 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập đợt này gồm 4 mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang cũ thuộc ấp 1 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ và 1 mộ liệt sĩ tại khu vực ấp 7 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Theo khảo sát ban đầu từ người cung cấp thông tin và nhân chứng xác định đây đều là các chiến sĩ thuộc đơn vị trung đoàn 10 sông Hương hy sinh trong trận đánh tại chùa Cái Đũa thuộc ấp 7 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và trận đánh tại đồn Cái Nhào thuộc ấp 1 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ vào tháng 10 năm 1972. Cũng trong ngày 22 tháng 12, tỉnh Hậu Giang tổ chức khánh thành khu nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh quân khu 9 và công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với di tích trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974. Công trình được xây dựng trên diện tích 5.000 m2 tại ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Công trình có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện sự tri ân đền đáp công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh quân khu 9. Đây cũng là nơi giáo dục sâu sắc về truyền thống anh hùng cách mạng, thể hiện lòng tự hào về quê hương, tinh thần dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, hôm nay 22 tháng 12, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vâng, sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những chiến công hiển hách của các anh hùng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 12 ngày đêm lịch sử của chiến thắng lịch sử Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, thông qua những dòng nhật ký của Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nhật ký phi công tiền kích. Sân bay Đa Phúc, đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972. Bây giờ đã hơn 24 giờ mà cả hầm mình không đứa nào ngủ được. Từng vụn lửa bùng lên ở phía Hà Nội. Sau khoảng nửa phút là từng tràng bom nổ rung chuyển cả hầm. Tiếng bom B-52 nghe rền rền, nhịp